Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ra mình thu hoạch rau nha các bạn. Thấy rau gì ở vườn mình thấy được á, thì mình thu hết vô nha. Bây giờ lạnh lắm rồi, thì hôm nay trời cũng bớt lạnh chút xíu. Những cái rau này vẫn còn tươi tốt ha. Mình sẽ hái một ít đem vô nhà ăn, còn một ít rau này mình sẽ cho thỏ nha các bạn. Thỏ nó mê rau này lắm. Rau này mình ăn cũng rất là ngon đó các bạn. Đó, rau cải làng ha. Mùa này á, mình núp vào trong nhà các bạn, rau hay cỏ gì là tự do mọc. Nhìn bây giờ mình ra mình thu thôi. Thì ở đây có một trái ớt chuông này các bạn. Đó, một cây nhỏ chút xíu thôi, ra cái trái to đùng ha. Nhìn ngon quá chừng luôn. Cái cây thì lùng nè, cho các bạn xem cái cây của nó nè. Đó, cái cây thì rất là lùng. Nhỏ chút xíu thôi cũng ra được một trái như thế này. Thì hái nha. Cái trái của nó chắc ăn giòn lắm đó. Cứng ngắc à. Đó, nó lớn rồi, nó già rồi. Bứt. Wow, dễ ha. Tưởng dai lắm chứ, đụng vô một cái là gãy liền. Đó, chín chưa ta? Chín chưa vậy? Ok, để đó đi. Cái rau này để riêng ra đây chút xíu cho con thỏ ăn nè. Bây giờ mình cắt mớ rau má nha. Giống rau má này là rau má Việt Nam nha các bạn. Ăn rất là thơm, mà xay nước uống rất là béo đắng nha. Nè, đựng nấm đây nè. Wow. Cắt nó vẫn lộn một ít rau cải đắng vô trong này. Chút xíu mình vô nhà mình lựa nha các bạn. Mình cắt nha, cắt cho hết. Rồi cái gốc nó còn ở dưới này á, mùa xuân năm sau nó lại nứt lên các bạn ơi. Nhưng mà nó nứt những cái gốc nào mà nó bám sát vô trong tường thôi. Còn những cái gốc mà nó nằm ở phía mé ngoài á, là bị tuyết phủ á, nó sẽ hư hết các bạn. Chỉ còn những cái sót mấy cái gốc ở sát vách tường á, cái mùa xuân nó nứt nó bò ra cả vườn luôn, cả vạt luôn. Wow, chỗ này nguyên đám rau má luôn nè các bạn. Cắt ha, ngon quá chừng. Rau má thì mình cắt đi thì nó mới lên cái non các bạn ơi. Mùa này thì rau má chỉ vậy thôi à, ăn đỡ. Mà xay uống càng già mình xay uống càng béo nha các bạn. Được mớ chưa? Chắc cắt đầy rổ này là đủ xay nước uống rồi. Rau má của Mỹ đó các bạn, cái lá nó dày hơn mà nó xanh đậm hơn. Nhưng mà uống nó không có nghe mùi rau má, nó nghe mùi lạ lắm. Đó, rau má Mỹ uống không có thơm bằng rau má của người Việt Nam mình. Nhìn ở trong này nè, nó bò. Trong này nó bò nguyên cả dây luôn nè các bạn. Cả chùm luôn. Cắt bớt mấy cái bông. Cái này bông cải xà lách nè. Để mình để riêng chút xíu đem vô nhà lấy ít giống. Năm này mình ít trồng để giống xà lách, tại thấy má chồng mình á, hàng năm hay cho mình giống, với mình lười biếng để quá. Wow, nguyên cái chỗ này nhiều quá chừng ha. Đó, cắt hết chỗ này vô nấu canh tôm. Rồi còn dư chút xíu mình xay uống, nhổ luôn đi, nó dài quá. Cũng ngon ha. Đó, mới cắt chút xíu thôi mà đầy rổ rồi nè các bạn. Rau má đó mình cũng thích ăn sống các bạn, ăn sống chấm với nước mắm nhai nó đắng béo cũng vui lắm. Nhưng mà ăn sống thì phải rau má non một chút xíu. Chỗ này có hòn đám mọc chung với bồ công anh. Cái cây bồ công anh này để mình đào lên cho con thỏ ăn nha. Wow, cái rễ của nó nè. Đó, nhiều người người ta lên núi người ta hái bồ công anh về phơi khô để làm trà uống đó các bạn. Thấy không? Cái lá của nó nè. Hay là người ta xào nấu ăn luôn mà.
hồi trước mình cũng có ăn một thời gian mà thấy lười biếng ăn rồi đó, ăn nó cũng đắng đắng nhưng mà ăn vô nó khỏe người lắm. Đợt này mình thu hoạch hết tất cả những số rau má còn lại trong vườn, thu hết luôn ha. Wow. Xong rồi nè các bạn, được một rổ đầy rau má luôn ha, nhìn ngon chưa? Rồi đem vô nhà xay nước uống, nấu canh tôm ăn, nấu với tôm khô hay tôm tươi gì cũng ngon, mà mình thích nấu với tôm tươi hơn các bạn, ăn rất là ngon, tuyệt vời luôn ha. Nhìn thỏ mẹ mới hôm nay nè các bạn, sạch sẽ tròn trịa ha, trắng bóc luôn đó. Các bạn nhắn tin nói là mình quay thỏ mẹ mới cho các bạn xem, hôm nay mình sẽ ra mình quay. Thỏ đang ăn cỏ đó, ăn rau chứ, tìm cỏ ăn không à, che rau nè. Đây cỏ bồ công anh nè, nè bồ công anh đó. Thích thương không? Thích ăn rau bồ công anh lắm. Mùa xuân á, bồ công anh nó mới phát triển nhiều các bạn, mùa đông thì nó bớt đi rồi. Còn một ít à, lá khô nó cũng ăn. Miễn rau bồ công anh là được à. Bồ công anh ở bên Mỹ mọc cũng giống như cỏ các bạn. Không có diệt nổi đâu. Thỏ thì thèm ăn đó, ăn hết đi. Hello thỏ, làm gì đó thỏ? Thỏ đang ăn chứ làm gì? Hello thỏ, làm gì đó thỏ? Tôi đang ăn chứ làm gì? Ăn một chút xíu cũng không yên nữa. Tại sao mà cứ làm phiền tôi hoài? Tôi đi tìm cọng cỏ nào tôi kiếm tôi ăn thử xem sao. Thử xem sao. Đó, chê đồ ăn kìa. Chê đồ ăn á. Cho rờ miếng thỏ ơi. Thôi nha các bạn, mình quay sơ cho các bạn xem thỏ hôm nay thôi. Đó, tìm rau nè, tìm rau ăn nè. Thương chưa, thương chưa? Ăn nhanh ha, có hai răng trước, nhai thiệt là nhanh. Đó, thôi mình quay chút xíu cho các bạn xem thỏ mẹ mới thôi nha. Thỏ mẹ mới không biết bao giờ mới sanh nữa, chắc nửa tháng nữa quá. Ngày 25 tháng 11, không biết, người ta nói thỏ một mình cho thỏ mình cho thỏ đực vô khoảng một tháng nó đẻ phải không các bạn? Không biết bao giờ nữa. Ở Mỹ thì mình hỏi mấy cái nông trại thì người ta nói đúng một tháng, mà bên Việt Nam á thì người ta nói một tháng rưỡi. Mình không biết theo bên nào nữa. Mấy trái dâu tây mà ông xã mình cũng cầm đi làm mà ăn không hết đó các bạn. Về cũng cho thỏ ăn mà thỏ chê nè, giống như nó hơi bị dập dập rồi á, thỏ nó không chịu ăn. Thỏ thích ăn đồ tươi thôi các bạn. Được trái ớt chuông ha. Bây giờ hái mấy cái rau cải làng này nè. Mấy thỏ đi ngang qua nó xin rau quá chừng các bạn. Nó kêu chip chip chip. Chuột la nó kêu chứ. Hái bỏ cho thỏ miếng, nãy cho thỏ mẹ ăn rồi. Bây giờ đến cho ba con thỏ đực ăn. Lỡ nhổ rễ lên rồi, uổng chưa. Rau này nó sống mùa đông đó các bạn. Đợt trước mình cũng có hái một lần rồi đó. Cứ bẻ lên như vậy rồi nó nứt cái mới lên.
qua cho anh thỏ miếng ha. À, thấy mình ra đây cái là nó đòi đó 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 đó, dễ thương chưa? Nè ăn đi. Ngày hôm qua hôm kia cái bánh sô cô la birthday ăn đâu có hết đâu các bạn. Ăn không hết thì cho thỏ ăn. Một cái bánh bự quá không thể nào ăn hết được, không ăn hết thì mình để một hai ngày cái kem á ăn không có tốt. Mình cho thỏ ăn, thỏ cũng thích mà thỏ ăn nhiều thỏ cũng ớn các bạn ơi. Thỏ bông xích qua tí, xích qua bê tí quay phim cho mấy cái bạn xem nè. Nè nè, chuột lan nè, chuột lan ơi, chuột lan. Các bạn thấy dễ thương chưa? Đó, ba con thỏ đua nhau ăn. Nhìn, một con chuột lan chút xíu à, núp ngay ở giữa, thương quá. Không cho đụng gì hết trơn, chỉ có thỏ bông nè. Thỏ bông là thương nhất nè, thỏ bông hiền nè. Thỏ đen nữa nè, cho đụng nè. Phải không thỏ đen? Thỏ đen cho vuốt cái nha. Mập ú à. Mình quay mấy thỏ cho các bạn xem sơ ha. Bụi hành này không biết trồng ở đây bao lâu rồi mà cái cọng hành nó bự quá chừng các bạn thấy không? Wow, nhìn cái cọng hành nè. Đó, đẹp chưa? Wow, nó dày thiệt là dày. Không biết mình nên nhổ hay là mình cắt nữa. Thôi mình nhổ đi, nhổ cho nó đẹp. Xong mình vô nhà mình ăn xong rồi còn cái gốc mình cắt ra, mình trồng tiếp các bạn ơi. Cái loại hành này thấy thương ghê đó. Nó sống lâu lắm rồi. Lâu lâu cũng ra bẻ vài nhánh vô xào thịt bò ăn. Đó, xào hay kho cá gì mình bỏ hành này vô cũng ngon hết đó các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ nhổ bụi hành này lên xem có nổi không nha. Hay là nó đứt nửa chừng. Nhìn cái bụi nè, quá chừng bự luôn, mập, mập ố luôn. Wow, cái cọng nó bằng cái cọng tỏi tay đó các bạn. Nhổ có lên không đây? Nhìn cái cây này, bự quá. Wow, nó lên rồi các bạn. Đó, ngon chưa? Y chang như cọng hành bơ, nhưng mà không phải hành bơ. Cái này là hành, hành giống bự thôi các bạn. Thấy thương chưa? Mình đo xem mấy gram. Đo xem mấy gram ha. Từ trên này xuống nè. Đó, 1 gram, 2 gram, 3, 4, 5, 6, 6 gram luôn. Chiều dài bằng trái bầu của nhà má chồng mình đó. Đó, cây hành ngon chưa? Rồi kiếm cái rổ bỏ vô, không biết có cái rổ nào vừa nữa. Rổ này vừa không? Được cộng hành với trái ớt này các bạn. Đó, quay từ gốc đến ngọn này. Thương chưa? Cưng quá. Rồi, mùa này cứ ra vườn hái được cái gì đó thì hái các bạn. Rồi sẽ đổ tuyết xuống là sẽ xong. Ở trong này cà chua này có còn hái được không? Nó bị lạnh quá đó các bạn. Cái lá, cái cây thì nó khô hết trơn. Trái còn được không? Ok, còn ba trái nè, ba trái này còn ngon. Trái này ok không? Được luôn nè. Đụng cái rớt luôn các bạn, khỏi cần bứt ha. Lá nó lạnh quá rồi mà cái trái vẫn còn trụ được nè, trên này nè. Đó, đi hái cà chua mùa thu, cuối mùa thu. Cái mùa này là cây cà chua cây nào cây nấy đen thù lui thôi. Chỉ còn cái trái nó có nước nhiều nó trụ được các bạn. Cái nào lạnh quá thì nó nứt. Hả? Mấy trái nè. Cũng ok ha. Đây nè, đây nè. Đây có trái nè. Ừ.
Mấy trái này hái vô nhà nó chín thế. Thêm cho mình. Rồi, hết rồi. Mấy trái này ăn được không mà hái? Ăn ok không? Cà chua chỉ vậy thôi. Các bạn thấy cây bầu tội nghiệp của mình không? Bây giờ nó úa tàn, nó đen thù lui luôn. Đó, còn trái nào nữa đâu, đen thui rồi, chỉ có cây bông atiso cái mùa này phát triển tươi tắn mà cao lớn ha. Atiso mà thích lạnh lắm, không biết bao giờ ra bông nữa. Để mình xem ở trong nó như thế nào rồi. Đó, mùa đông, mùa lạnh mà atiso nó tươi gì đâu á. Gai, mọc gai lên nè. Nè các bạn thấy không? Gai gốc để chắc chống lạnh đó, mọc ra nhiều gai quá chừng. Wow, mấy cái lá của nó nè. Ít bữa mình sẽ bẻ bông atiso vô mình ăn thử cho các bạn xem nha. Mấy ngày hôm nay các bạn yêu cầu mình ăn bông atiso, mà khi nào mình bẻ được cái bông ở ngoài cây ấy, mình mới ăn. Không biết bao giờ mới ra bông nữa. Ở đây là mấy cây bí đỏ của mình nè. Bây giờ nó thiệt là úa tàn rồi, nhưng mà cũng có hình trái nhỏ nhỏ nè. Trái này chắc bằng trái bưởi ha, mà nó già rồi, nó cứng ngắc à. Cái này vô nấu canh chắc ngon lắm á. Bẻ đi ha. Thế bám đất tùm lum thế, nó cứng mà nó nặng, thiệt là nặng các bạn ơi. Đó. Wow, bứt một cái thì đứt liền. Ha. Đó, thu hoạch hôm nay nè. Trái bí dễ thương. Trái bí đây. Wow. Cũng vui quá các bạn. Đó, ngày nào các bạn yêu cầu mình ra vườn mình cũng vui hết trơn các bạn ơi. Không ra vườn thôi lười biếng, núp ở trong nhà, mà ra vườn cái là hái quá chân là hái. Tạm thời để hai cái rổ này trên cái thùng này ha. Đi tìm thử có cái trái gì hái được hôm nay không. Bỏ vô đây luôn. Cà chua đen bây giờ cũng chín hết rồi các bạn. Còn bao nhiêu, có bao nhiêu trái cà chua đen còn sót lại thì mình hái hết vô luôn nha các bạn. Đó, ngon chưa? Tưởng hôm nay ra chắc dọn cây cối thôi, dọn những cái cây hư, cây úa tàn mà cũng hái được trái cho các bạn xem, thiệt là vui. Đó, cưng chưa? Wow, mùa này thấy trái cây thiệt là quý nha. Trái cây, rau quả chứ hôm nay đâu có trái cây đâu. Nè các bạn thấy không, mới cà chua đen nè, lạnh quá nó rụng đây nè. Ở đây rụng nè. Trái này còn ok nè. Thế này còn ăn được, còn trái đó hết ăn được rồi. Thương chưa? Đã không các bạn? Mấy trái nhỏ nhỏ này chắc không có kịp chín đâu. Hái đi, chút xíu nữa cho mấy anh thỏ ăn. Đỏ tươi luôn ha. Đây có mấy trái cà chua đen nguyên chùm đây, hái luôn. Wow, đã quá. Cà chua vàng, cà chua trắng gì đây mình trồng nè, không biết có ăn được không mà hái nè. Hái luôn đi ha, hái cho mấy em thỏ ăn, em thỏ thích lắm à. Đó, nhìn trái cà chua bự quá chừng là bự. Trái này được nè các bạn, hái trái này nha. Wow, trái này ngon lắm á, ngọt. Trái này không bị gì hết ha, còn nguyên nè. Cà chua vàng, đã quá. Thu hoạch hôm nay thì đã thiệt nè. Có cây hành là bự con nhất à, nằm chằng ngang qua cái rổ à, ok không? Có một trái này nó hư rồi nè. Trái này ok, hái trái này cũng hư luôn rồi các bạn ơi. Hư hết rồi. Để đây đi. Còn đây là một loại cà chua màu hồng nè. Hái đại vô đi ha, biết để nó có chín không. Bên này trái nữa nè. Đây trái nữa. Đó. Hái vô cứ đem vô nhà đi. Chín được thì chín, không chín được thì thôi ha. Có trái bí đỏ nằm, ngộ quá chừng. Nguyên chùm cà chua này nó rụng xuống dưới này nè các bạn. Nó đổ xuống dưới này. Cái này hườm rồi, mình hái vô được nè. Trái này hườm chắc rồi đó, hái luôn.
Wow, quá chừng cà chua hôm nay nha. Vô nhà cứ để như vậy đi, thì mấy ngày nữa sẽ chín. Chỗ này có hai trái hườm này, mình hái luôn đi, nó lạnh rồi để đây đâu có được đâu. He, hai trái cũng ngon lắm. Hai trái thì ngon nè. Ở đây đó các bạn ơi, kết quả hôm nay nè, hái được một mớ cà chua nha, ớt chuông cũng có nữa nè, một trái bí nè, thiệt dễ thương. Trái bí này chắc lắm, vô chắc ăn bở bở mà béo béo, thơm mùi bí đỏ nha, thấy ngon lắm á. Được một cọng hành nè, cọng hành quá là bự luôn ha, nhìn cái hành nó giòn, nó thơm các bạn, ăn ngon lắm á. Đó, một rổ rau má nè, rau má ngon chưa? Rau má Việt Nam thơm ngon, xay nước uống là hết sảy nha. Đó. Rồi, đã xong ha các bạn. Bây giờ mình phải đi vô nhà đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác, mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.